Chào các bạn đến với kênh YouTube Tin Lành do Te Tan Ti. Kênh liên tục cập nhật các bài giảng kinh thánh của các mục sư trong nước và nước ngoài, các bài hát thánh ca tôn thờ Vượng Chúa, các bài làm chứng Chúa làm phép lạ trên đời sống mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để có thông báo video mới nhất mỗi ngày. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được phước bởi vì chúng ta có ngày thánh nhật để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa và cùng nhau nghe lời của Chúa. Đó là phước lành, đó là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Giờ này xin quý vị đồng hành với tôi trong sự cầu nguyện để chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt. Chúa Thánh Linh ơi, giờ này chúng con cần nghe lời của Ngài. Lời của Chúa là thần linh và sự sống, đem lại sự sống cho chúng con. Chúng con cần có sự sống của lời Ngài. Vì chúng con biết là con người chẳng phải sống nhờ bánh mà thôi, nhưng mà mọi lời phát ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Xin Thánh Linh dạy dỗ chúng con, dẫn chúng con vào lẽ thật, hầu cho chúng con biết lẽ thật buông tha chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng thi giờ trọng thể này trong tay toàn năng của Chúa. Chúng con sẵn lòng để nghe lời của Ngài và lập theo lời của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Alleluia. Chúng ta sẽ cùng nhau trong Thi Thiên 34. Chúng ta sẽ nhìn vào Thi Thiên 34 thì chúng ta sẽ biết được lời của Chúa như thế nào. Tôi sẽ đọc từ câu số 7. Thiên sứ Chúa đóng trại xung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Hãy nếm và xem Chúa tốt lành nhường bao, phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. Hỡi các thánh, hãy kính sợ Chúa, vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì. Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát, nhưng những người cầu khẩn Chúa không thiếu một điều tốt lành nào. Hỡi các con, hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy các con sự kính sợ Chúa. Ai là người khao khát sống, thích được trường thọ để thấy phước lành? Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác và môi mình khỏi lời gian dối. Hãy lánh điều dữ và làm điều lành. Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình. Mắt Chúa chăm nom những người công chính, tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Chúa nghịch cùng kẻ làm ác để gạt bỏ kỷ niệm chúng khỏi mặt đất. Người công chính kêu cứu, Chúa đã nghe và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ. Chúa ở gần những người có tấm lòng đau thương và cứu những người có tâm linh thống hối. Người công chính gặp nhiều hoạn nạn nhưng Chúa giải cứu người thoát khỏi. Ngài gìn giữ cả tất cả xương cốt người, không một cái nào bị gãy. Sự giữ sẽ giết kẻ ác và những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội. Chúa cứu chuộc linh hồn tôi tới Ngài và tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội. Cảm ơn Chúa. Sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau có một cái đề tài, đó là kính sợ Chúa. Amen. Danh sự của Chúa phải kính sợ Chúa. Chúa nói với chúng ta trong cái câu số 9 này: hỡi các thánh, hãy kính sợ Chúa, vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Hỡi các thánh, hãy kính sợ Chúa. Hỡi những người thánh của Đức Chúa Trời, hãy kính sợ Chúa. Hỡi các nước trên thế giới, hỡi các dân, hãy kính sợ Chúa. Chúng
Chúng ta biết Chúa Giêsu của chúng ta Ngài đến. Chúa Giêsu đến để làm gì chúng ta biết không? Chúa Giêsu đến để làm gì? Ngài đến là để chết thay cho chúng ta phải không? Để đền tội cho chúng ta trên thập tự giá phải không? Để làm xong cái sự cứu rỗi cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là Ngài để lại cho chúng ta một tấm gương, đó là đời sống của chính Ngài. Amen. Đời sống của chính Chúa Giêsu là đời sống kính sợ Đức Chúa Trời. Ngài để lại cho tấm gương để chúng ta noi dấu cho Ngài. Ngài để lại cho tấm gương để rồi chúng ta làm theo ý chỉ của Ngài. Amen. Và Chúa Giêsu nói trong Matthew 22 từ câu 37 rằng là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý chí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, đó là điều răn thứ nhất. Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Amen. Như vậy thì Chúa muốn chúng ta phải kính sợ Chúa. Mạng lệnh của Chúa là chúng ta phải kính sợ Chúa. Điều răn của Chúa là bảo chúng ta phải kính sợ Chúa. Amen. Như vậy chúng ta có nên kính sợ Chúa không? Chúa nói là hãy kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Amen. Kính sợ Chúa và vâng phục nhau. Như vậy mỗi đời sống chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cần phải kính sợ Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là mạng lệnh, đó là điều răn. Chúng ta không phải kính sợ Chúa bằng cái hành thức bên ngoài. Chúng ta không có kiểu như hình thức bên ngoài là cung kính như là một người kính sợ, nhưng mà bên trong á thì chúng ta không có một sự kính sợ nào cả. Chúa muốn chúng ta phải kính sợ Chúa. Amen. Điều thứ hai tôi muốn nói đây là Chúa dạy cho chúng ta kính sợ. Ngài bảo chúng ta kính sợ, đó là mạng lệnh, đó là điều răn. Nhưng mà Ngài không phó thác cho chúng ta để rồi chúng ta kính sợ Chúa theo cái kiểu của chúng ta. Nhưng mà Ngài dạy cho chúng ta biết kính sợ. Trong câu số 11 nói rằng là hỡi các con, hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy các con sự kính sợ Chúa. Hỡi các con, hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy cho các con sự kính sợ Chúa. Như vậy thì chúng ta có đến để nghe Chúa dạy không? Có không? Buổi sáng hôm nay là chúng ta đến rồi. Bây giờ là chúng ta nghe lời Chúa dạy đúng không? Hỡi các con, hãy đến nghe ta, ta đã dạy các con sự kính sợ Chúa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là có phải là mỗi ngày Chủ nhật một tuần chỉ một lần là đến để mà nghe Chúa dạy không? Một tuần chúng ta đến một lần là đúng rồi, để nghe Chúa dạy chúng ta sự kính sợ. Nhưng mà không phải là một tuần một lần, nhưng mà mỗi ngày chúng ta cần phải đến với Chúa để chúng ta được nghe cái sự kính sợ Chúa. Nếu mà Chúa dạy cho chúng ta là điều vô cùng tuyệt vời phải không? Một Đức Chúa Trời, chúng ta biết là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến, Thần của Đức Chúa Trời từ trời giáng xuống. Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài được gọi là giáo sư lớn của chúng ta. Và Ngài là giáo sư thì Ngài dạy dỗ chúng ta, và Ngài dạy dỗ chúng ta cái sự kính sợ Chúa. Amen. Thì mỗi ngày chúng ta có đến với Thánh Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta được nghe dạy dỗ không? Hay là chỉ Chủ nhật là chúng ta mới đến?
Quý vị có nghe được trong Esai 50 không? Esai 50 từ câu số 4 nói như thế này: Chúa ban cho tôi lưỡi của người được dạy dỗ, để tôi biết nâng đỡ người mệt mỏi bằng lời nói. Mỗi buổi sáng Ngài đánh thức tai tôi để tôi nghe như người được dạy dỗ. Chúa đã mở tai tôi không phản loạn và cũng không quay lui. Mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tai tôi để tôi nghe như người được dạy dỗ, hay là để tôi nghe như một học trò vậy. Ngài đánh thức tai tôi mỗi buổi sớm mai. Mà khi Ngài dạy dỗ thì sao? Tôi không phản loạn cũng không quay lui. Kính thưa quý vị, mỗi buổi sáng Chúa có đánh thức chúng ta dạy để rồi Chúa dạy chúng ta như một học trò. Chúng ta có nói với Chúa rằng là: Chúa ơi, mỗi buổi sáng Ngài dạy con, Ngài đánh thức con và dạy dỗ con. Chúng ta hầu như là mỗi buổi sáng thì chúng ta dạy để chuẩn bị tính toán phải làm cái gì, phải không? Chúng ta nhớ rằng chúng ta quá nhiều việc để làm. Công việc chúng ta thì quá nhiều, chúng ta làm cả đời cũng không xong, phải vậy không? Nhưng mà chúng ta nhớ rằng mọi công việc của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Amen. Như vậy thì mỗi buổi sáng chúng ta cần phải dậy sớm để nghe Chúa dạy, bởi vì chúng ta biết được rằng là nếu không có Chúa cùng làm việc với chúng ta chỉ là vô ích thôi. Chúng ta có lúc làm tốt nhưng mà có lúc thì không đúng chút nào, phải vậy không? Có lúc chúng ta thành công, có lúc chúng ta thất bại. Nếu chúng ta theo đường riêng, ý riêng của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta nghe lời Chúa dạy, nếu chúng ta mỗi buổi sáng được đánh thức, mỗi buổi sáng chúng ta đến và tìm kiếm Chúa và nghe lời Chúa dạy, thì Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta ngày hôm ấy. Mà ngày hôm đó là ngày chúng ta đồng hành với Chúa, mà ngày hôm đó là chúng ta hạnh phúc, ngày hôm đó là chúng ta thành công, ngày hôm đó chúng ta hỏa lòng vô cùng, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời cùng làm việc với chúng ta. Amen. Chúng ta bằng lòng mỗi buổi sáng mai thức dậy để nghe Chúa dạy không? Chúng ta trong năm mới này có sẵn sàng nói với Chúa rằng là: năm mới này con quyết định là phải dậy sớm để nghe Chúa dạy và xin Chúa đánh thức con, nhiều lúc con ngủ quên. Khi chúng ta nói những cái lời này, tôi tin chắc rằng là Ngài đánh thức chúng ta vậy. Chắc chắn đúng giờ. Nếu quý vị nói là 4 giờ xin Chúa đánh thức con dậy, là đúng 4 giờ là Chúa sẽ đánh thức quý vị dậy. Nếu chúng ta nói 4:30 hay là 5 giờ gì đó tùy theo, thì chắc chắn Chúa sẽ đánh thức chúng ta dậy và chúng ta trò chuyện với Chúa, nghe lời của Chúa. Cuộc đời thành công là một cuộc đời cần phải nghe lời của Chúa dạy. Amen. Chúa nói rằng là Chúa mở tai tôi không phản loạn cũng không quay lui. Ngài đánh thức rồi Ngài mở lỗ tai chúng ta để chúng ta nghe lời Chúa dạy. Mà khi nghe lời Chúa dạy thì chúng ta vâng phục chứ không phải là chống lại. Tôi không phản loạn cũng không quay lui, có nghĩa là không chống lại lời của Chúa mà làm theo lời của Chúa, mà cũng không quay lui nhưng mà tiến tới. Amen. Amen. Tôi không ép quý vị amen nha. Chúng ta amen là tự nguyện. Amen. Sao yên lặng quá?
chúng ta phải là một người nghe lời Chúa dạy và làm theo lời của Chúa, đó là người kính sợ Chúa. Nhưng mà người nghe lời Chúa mà không làm theo là đức tin đó đã chết đi rồi. Nghe mà không làm theo lại đức tin chết phải không? Nghe mà không làm theo là phản loạn, nghe mà không làm theo là thối lui. Nhưng mà Kinh Thánh kia là tôi không phản loạn cũng không thối lui. Amen. Amen. Năm mới này chúng ta phải quyết định, bởi vì Chúa dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Lời Chúa phán là gì? Là thần tín. Chúng ta mới vừa hát xong về đức tin trọn vẹn đó. Lời Ngài phán là thần tín. Chúng ta trao trọn đức tin của chúng ta cho Chúa, là Đức Chúa Trời của mình. Hãy tin cậy nơi Chúa. Quý vị có biết được rằng là khi chúng ta mua một chiếc xe hơi là một chiếc xe máy của nhà sản xuất, người ta sản xuất ra cái gì thì người ta có một cái cuốn sách. Quý vị mua cái chiếc xe về, quý vị có một cuốn sách đúng không? Cuốn sách đó là cuốn sách gì biết không? Sách hướng dẫn sử dụng đúng không? Mua một chiếc xe hơi thì có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Mua một chiếc xe máy có cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Mua một cái máy lạnh cũng có cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và mua bất cứ cái điều gì của nhà sản xuất đều có hướng dẫn sử dụng đúng không? Đấng đã tạo ra chúng ta, Đấng đã sáng tạo ra cuộc đời của chúng ta, Ngài có cuốn sách sử dụng không? Ngài có cuốn sách hướng dẫn sử dụng không? Cuốn nào? Amen. Như vậy thì Chúa chúng ta là Đấng sáng tạo nên loài người, Ngài có cuốn sách hướng dẫn sử dụng để trăm năm vẫn chạy tốt. Amen. Phải vậy không? Trong Kinh Thánh có một người 969 tuổi vẫn chạy tốt như thường. Amen. Một người mà theo cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng đó thì sao? Người đó sẽ thành công, người đó sẽ thịnh vượng, người đó sẽ khỏe mạnh, người đó trở nên vinh hiển, người đó sẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì người làm theo hướng dẫn sử dụng của Kinh Thánh. Amen. Mà nếu chúng ta không làm theo thì sao? Nếu chúng ta không làm theo cuốn sách hướng dẫn sử dụng thì sẽ ra sao? Bệnh tật nó sẽ đến, nghèo đói nó sẽ đến, cám dỗ nó sẽ đến, và mọi điều tồi tệ nó sẽ đến, đúng không ạ? Và chúng ta biết rằng dân Israel là một cái dân tộc có cuốn sách hướng dẫn sử dụng mà không làm theo, cuối cùng là gì? Tan tác, đau thương, mất nước, bởi vì không làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Tôi đọc Kinh Thánh rồi tôi thấy rằng là từ khi mà Salomon qua đời rồi, Roboam bắt đầu lãnh đạo là thấy tồi tệ rồi, bắt đầu đất nước chia ra làm đôi. Jeroboam là một vị vua của Israel trong người Chi Thái đó, ông ta sợ rằng là dân Israel nó về Jerusalem bắt đầu nó sẽ thờ phượng Chúa, nó dân của lễ tại Jerusalem chắc chắn nó theo nhà David hết. Bây giờ ông lại dựng hai con bò, và ông nói rằng đây là thần mà giải cứu chúng tôi ra khỏi Ai Cập ra, bây giờ không cần phải lên Jerusalem nữa, nhưng mà ở tại đây mà thờ phượng Chúa. Ông làm hơn cả là dân Israel ngày mà Aaron ra khỏi Ai Cập, dẫn quân ra khỏi Ai Cập, thì chúng ta thấy rằng là
Môi-se lên núi, người ta chỉ làm một con bò con thôi, nhưng mà bây giờ ông này làm tới hai con bò rồi. Và Chúa nói rằng là nhà Jeroboam phải bị tuyệt diệt, không còn một người nam nào. Và đúng như thế, bởi vì đi sai trật, bởi vì chống địch Đức Chúa Trời, nên nhà Jeroboam bị tiêu diệt hoàn toàn. Rồi sao nữa thì chúng ta thấy con Benaya cũng là một người diệt nhà Jeroboam, nhưng mà rồi cũng làm theo cái cách của ông ta, cũng bị diệt hoàn toàn. Chúng ta thấy trên cái, bởi vì đi sai trật với lời của Đức Chúa Trời, đi sai trật với cuốn sách hướng dẫn thì sẽ bị tiêu diệt. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa thì như thế nào? Chúa muốn chúng ta phải kính sợ Chúa, làm theo điều răn của Ngài. Thi Thiên luôn luôn nói rất là nhiều với sự kính sợ và làm theo điều răn của Ngài. Amen. Nên chúng ta phải là người làm, chứ không phải là một người chỉ biết thôi. Biết Chúa thì ai cũng biết hết rồi, phải vậy không? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúa dạy là để chúng ta làm, chứ không phải Chúa dạy là để chúng ta biết. Phải không quý vị? Amen. Chúng ta có bằng lái xe mô tô hết rồi đúng không? Ai cũng có bằng lái xe mô tô đúng không? Học lái xe mô tô là để lái hay là để biết? Học là để làm, chứ không phải là học là để biết. Học để biết là học gì? Phải vậy không? Nên chúng ta học cái gì? Học nghề là để làm nghề. Amen. Chúng ta học cái gì là để làm, chứ không phải tốn tiền tốn công sức rồi để biết thôi. Còn học biết lời Chúa là chúng ta phải học. Mỗi ngày chúng ta phải học lời Chúa. Nhưng mà điều vô cùng quan trọng đó là học là để làm. Amen. Chúa nói sao? Ai nghe mà làm theo lời ta phán đây, như người khôn ngoan cắt dầm ấn trên vần đá, mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến thì không hư hại gì hết. Ai nghe và làm theo lời ta, nghe và làm theo lời ta. Amen. Chúa nói là không phải nói lại Chúa mà vào thiên đàng, nhưng mà làm, phải làm theo. Amen. Năm mới này chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Chúng ta đồng ý không? Sẵn sàng làm theo lời của Chúa không? Làm theo lời của Chúa khó hay là dễ? Khó hay là dễ? Khó vào. Nhưng mà Chúa nói rằng là Chúa muốn chúng ta làm những việc lớn và khó mà. Amen. Phải vậy không? Người của Đức Chúa Trời là làm những việc lớn và khó, những việc các ngươi chưa từng biết mà. Khó, nhưng mà chúng ta vâng lời. Amen. Chúng ta là người vâng lời. Chúng ta là hãy kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Ví dụ như trong gia đình của chúng ta có kính sợ Chúa không? Có mà không? Có vâng phục nhau không? Mà nếu chúng ta không vâng phục nhau thì chúng ta đâu có kính sợ Chúa đúng không? Bởi vì Chúa dạy chúng ta phải vâng phục nhau thì chúng ta vâng lời Chúa mà vâng phục với nhau. Amen. Phải vậy không? Như vậy mới gọi là kính sợ Chúa. Nhưng mà kính sợ Chúa mà không có làm theo thì như vậy thì chúng ta chỉ nói về môi miệng. Chúa nói là dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng mà lòng của chúng nó xa ta lắm. Chúng ta phải làm theo. Chúa dạy cái gì chúng ta phải làm theo. Đó là một người kính sợ Chúa. Amen. Phải không quý vị? Chúng ta quyết định là phải bước đi trong đường lối của Chúa và phải kính sợ Chúa. Chúa luôn luôn là đấng làm phép lạ. Chúng ta nhớ Samuel nhất đoạn 12 câu 18 nói như thế này: đang cái thời kỳ gặt lúa mạch là mùa hè nắng, không có mưa, nhưng mà Samuel cầu nguyện để Ngài làm sắp xếp mưa đổ xuống
để cho dân sự của Chúa kính sợ. Có nghĩa là những cái phép lạ nó xảy ra trên cuộc đời của chúng ta, những cái phép lạ mà Chúa làm là để cho chúng ta kính sợ Chúa. Amen. Có phải vậy không? Quý vị có thấy phép lạ không? Mà phép lạ xảy ra thì chúng ta có kính sợ Chúa không? Chúa dạy cho chúng ta, Chúa làm những cái phép lạ, Chúa chữa lành bệnh tật và nhiều phép lạ trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta kêu cầu Chúa, khi chúng ta khóc với Chúa, khi chúng ta quỳ gối, khi chúng ta có nhiều nan đề, khi đó Chúa làm nhiều cái phép lạ giải phóng chúng ta, để rồi chúng ta thấy và kính sợ Chúa. Amen. Khi mà Samuel cầu nguyện sấm sét mưa đổ xuống thì Kinh Thánh ghi rằng là họ kính sợ Chúa và kính sợ cả Samuel. Amen. Chúng ta phải là một người nhìn thấy những cái phép lạ Chúa làm trong cuộc đời của mình. Hãy nhìn thấy những cái phép lạ mà Chúa đang làm cho nhiều con người khác. Hội thánh của chúng ta rất là nhiều phép lạ xảy ra. Nếu chúng ta nhìn vào các trung tâm giải cứu những người nghiện ma túy, chúng ta thấy nhiều cuộc đời được biến đổi không? Nhiều người xã hội che đời chán bây giờ trở thành những con người phục vụ Đức Chúa Trời. Bây giờ những anh em đó trở thành những mục sư, những người lãnh đạo. Chúng ta có thấy đó là những cái phép lạ Chúa làm không? Mà nếu phép lạ Chúa làm để bày tỏ để cho chúng ta kính sợ Chúa. Amen. Amen. Quý vị có muốn ngày nào đó tôi sẽ mời một người anh em là những người được giải cứu ra khỏi ma túy trở thành những mục sư bây giờ đến để làm chứng cho quý vị, để quý vị thấy để kính sợ Chúa không? Hay là chúng ta chỉ cần nghe là chúng ta biết kính sợ Chúa rồi, phải vậy không? Ngày hôm nay thì chúng ta có truyền thông rồi, rất là tiện lợi cho chúng ta. Chúng ta có thể lên trên mạng và chúng ta thể nhìn thấy nhiều anh em, nhiều cuộc đời, nhiều cái bài làm chứng. Đó là một phép lạ Chúa xảy ra trên cuộc đời của họ để họ kính sợ Chúa. Họ là những người kính sợ Chúa và chúng ta cũng là những người kính sợ Chúa. Vừa rồi tôi có một cái bài làm chứng của một cái chị em ở Đà Lạt. Chồng là bác sĩ. Chị em này đã kết hôn mười mấy năm rồi không có con. Bệnh tật đau ốm đủ điều, chẳng biết Chúa là gì. Nhưng mà có người mới tin Chúa rồi nói về Chúa cho cô này, cô thấy rằng là mình sao mà đạo dòng mà cái người này mới tin Chúa mà nó hay quá, mà gặp gỡ Chúa mình không biết Chúa là gì cả, chẳng gặp gỡ Chúa như thế nào. Nhưng mà cô đó bắt đầu đến Bảo Lộc rồi kiên nhẫn cầu nguyện, cô được giải cứu, cô được chữa lành. Cái bệnh đau lưng của cô là cái bệnh mà dài hạn, không thể ngồi đi xa được, mà cô đi từ Đà Lạt đi đến Cà Mau mà cô công bố sự chữa lành trên cái cuộc sống của cô, và cuộc sống cô được chữa lành. Rồi một điều lạ lùng nữa đó là cô đã mang thai và cô đã sinh con 3 tháng rồi. Quý vị có thấy đó là một phép lạ không? Như vậy thì một người kinh nghiệm Chúa, một người nhìn thấy phép lạ mà Chúa làm như vậy thì hãy kính sợ Chúa, bởi vì Chúa có thật và những gì Chúa phán là thần tiên, những gì Chúa dạy là thần tiên. Chúa dạy thì chúng ta hãy làm theo. Amen. Bởi vì nếu chúng ta không làm theo cái sự hướng dẫn thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị gặt hái những cái điều không tốt trên cuộc đời của chúng ta, bởi vì chúng ta đi sai mà, phải vậy không? Nếu anh chị em mà lái xe đi sai đi qua, nếu bây giờ trong cái sách giao thông dạy dỗ là chúng ta đi phải đi bên phải mà chúng ta đi qua bên trái thì xem sao, sẽ nhận cái hậu quả như thế nào không? Đó là
tai nạn giao thông mà gây nguy hiểm cho chính mình và người khác nữa. Nên tôi nói với quý vị rằng là chúng ta hãy làm theo lời Chúa, và đây là một cuốn sách hướng dẫn rất đặc biệt, đó là Kinh Thánh, để hướng dẫn cuộc đời của chúng ta là cuộc đời thành công và cuộc đời sống vì vinh hiển danh Chúa. Amen. Chúa chọn chúng ta trong Roma đoạn 8 câu 29 đó là Chúa biết trước, Chúa kêu gọi, Chúa chọn lựa chúng ta để chúng ta giống con Ngài. Amen. Để chúng ta giống con của Chúa, tức là Chúa Giêsu. Phải không ạ? Chúa muốn chúng ta trưởng thành tầm thước vóc dáng đầy trọn trong Chúa cứu thế Giêsu. Chúng ta sẽ giống Chúa Giêsu để rồi từ vinh hiển này qua vinh hiển khác, bởi Chúa là thân lưng. Chúa muốn chúng ta là như vậy. Nên Chúa có sách hướng dẫn, không những có sách hướng dẫn nhưng mà Chúa ban Thánh Linh đến để tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta. Đó là một người thầy tuyệt vời để hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, để cuộc đời của chúng ta trở thành một cuộc đời đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta phải đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Không những Chúa dạy cho chúng ta biết ý chỉ của Chúa, Chúa làm phép lạ để rồi chúng ta kính sợ Chúa, nhưng mà chúng ta biết được rằng là Chúa cũng đặt để cho chúng ta cái sự kính sợ Chúa trong lòng của chúng ta. Chúng ta trong Jeremy 32 câu 39 đến 40 thì nói như thế này. Chúng ta xem Jeremy 32 câu 39 đến 40 nói gì về việc này. Vì thế bây giờ Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: về thành này con đã nói, câu 36 và câu 39 này, ta sẽ ban cho chúng cùng một ý chí và một mục đích duy nhất, ấy là kính sợ ta trọn đời, để chúng và con cháu chúng sau này được phước lành. Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời, ta sẽ không hề lìa bỏ chúng hoặc ngưng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt vào lòng chúng niềm kính sợ ta, để chúng không say khỏi ta. Mạng lệnh của Chúa là chúng ta phải kính sợ. Điều răn của Chúa là chúng ta phải kính sợ Chúa. Rồi Chúa dạy chúng ta kính sợ Chúa, Chúa làm phép lạ cho chúng ta kính sợ Chúa, và Chúa cũng đặt để trong lòng của chúng ta cái sự kính sợ Chúa. Chúng ta thấy người cha của chúng ta quá tuyệt không? Quá tuyệt rồi phải không? Trong Esai 11 có nói rằng là có một vị thần, thần hiểu biết và kính sợ Đức Chúa Trời. Thần hiểu biết và kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta có tâm linh, có một linh kính sợ Chúa ở trong chúng ta. Chúa đặt để cái sự kính sợ trong đời sống của chúng ta để chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ ban cho chúng cùng một ý chí và một mục đích duy nhất. Cùng một ý chí và mục đích duy nhất, ấy là kính sợ ta trọn đời. Chúa ban cho chúng ta ý chí, Chúa ban cho chúng ta mục đích, đó là kính sợ Chúa trọn đời. Chúng ta hãy để cái tay trong cái quả tim của mình và chúng ta công bố đi: con cảm ơn Chúa, Ngài đặt để trong lòng con sự kính sợ Chúa, và con quyết tâm kính sợ Chúa trọn đời con. Amen. Chúa đặt để chúng ta kính sợ Chúa. Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời, ta sẽ không hề lìa bỏ chúng hoặc ngưng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt vào lòng chúng niềm kính sợ ta, để chúng không say khỏi ta. Amen. Cái sự kính sợ Chúa, Chúa đặt vào trong lòng để chúng ta không say khỏi Chúa. Ngài đặt cái sự kính sợ Chúa vào trong lòng của chúng ta để chúng ta hưởng mọi phước lành của Đức Chúa Trời.
Thật sự ra chúng ta không cố gắng để kính sợ, phải không? Bốn điều này là bốn điều mà chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời hành động hoàn toàn, Ngài làm cho chúng ta. Ngài quá yêu chúng ta, Ngài muốn chúng ta kính sợ Ngài, Ngài muốn chúng ta làm theo ý chỉ của Ngài để chúng ta được phước và được may mắn trong con đường của mình. Không có người cha nào muốn con mình bại hoại, không có người cha nào muốn con mình bệnh tật, không có người cha nào muốn con của mình nghèo đói, hay là muốn con của mình bình thường thôi. Không thể như vậy được. Chúng ta là xấu mà cho con cái mình vật tốt tay, huống chi cha các ngươi trên trời con ban vật tốt cho những người xin Ngài. Cha chúng ta là đấng tốt lên, Ngài muốn con cái Ngài phải tốt đẹp, Ngài muốn con cái Ngài phải vinh hiển. Nhưng mà muốn vinh hiển thì chúng ta phải làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Thân thân đến Ngài phải dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Amen. Rất nhiều lẽ thật, chắc không phải một vài lẽ thật. Ngài đã dẫn chúng ta vào lẽ thật của sự cứu rỗi đã nhận rồi, bây giờ chúng ta làm. Nhiều lẽ thật là chúng ta phải làm. Chúng ta phải ghét mình vào, chúng ta phải kỷ luật bản thân để mà làm theo lời của Ngài. Xác thịt thì yếu đuối phải không? Tâm linh chúng ta muốn, xác thịt chúng ta yếu đuối, chúng ta không phải dùng cái câu kinh thánh đó để mà bảo vệ cho chính mình, binh vực mình, hoặc là binh vực cái sự yếu đuối của mình. Không, chúng ta phải là người làm theo lời của Chúa. Anh chị em có muốn mình mạnh mẽ không? Muốn không? Mạnh mẽ để giúp đỡ người khác được, đúng không ạ? Người mạnh giúp kẻ yếu phải không? Chúng ta có thì giờ cầu thai tốt quá, trở nên người vĩ đại vô cùng, bởi vì người lo cho người khác, cầu nguyện cho người khác, đúng không? Nhưng mà trái lại chúng ta chẳng có một nền móng vững chắc nào cả. Bên trong chúng ta thấy cảm thấy nó trống không, nó rối bời, mà cái sự cầu thai đó thì như thế nào? Trong khi cầu thai thì dễ, nhưng cầu nguyện cho chúng mình khó quá phải không? Chúa dạy cho chúng ta là phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Phải cầu nguyện cho chính mình. Phải cầu nguyện cho chính mình có mối thông công với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phải có mối thông công với Đức Chúa Trời của chúng ta, để rồi chúng ta trở thành những người vững chắc, tin kính, kính sợ thật sự, có lời Đức Chúa Trời thật sự để giúp đỡ người khác. Mọi nan đề có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, bão tố có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta không có phương cách giải quyết thì làm sao chúng ta bị bão tố, bị chìm thuyền? Chúng ta học hỏi, chúng ta không làm, mà không làm thì chúng ta sẽ không biết cách để xử sự trong tình huống khó khăn nó có thể xảy ra, dông bão có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Nên chúng ta phải là người kính sợ Chúa, bởi vì Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Chúa đặt đầy cái sự kính sợ Chúa trong lòng của chúng ta để chúng ta được phước, để chúng ta trở thành những người không bao giờ rời khỏi Chúa. Amen. Chúng ta phải nhớ được điều này. Như vậy thì cái sự kính sợ Chúa là gì? Mạng lệnh của Chúa, điều răn là chúng ta phải kính sợ. Chúa dạy chúng ta kính sợ, Chúa làm phép lạ để chúng ta kính sợ, Chúa đặt để cái sự kính sợ Chúa trong lòng của chúng ta. Như vậy thì chúng ta biết cái chữ kính sợ Chúa là gì không? Trong Ngôn 18 câu 13 là kính sợ Chúa là lìa khỏi điều ác, không? Không còn ở trong sự kiêu ngạo, không còn sống trong xác thịt. Sự kính sợ Chúa là vâng theo mọi điều Ngài dạy dỗ chúng ta, tôn trọng, kính sợ. Chúng ta phải tôn trọng.
trọng Chúa, chúng ta phải kính sợ Chúa, chúng ta phải tôn trọng lời của Ngài. Những cái câu tới của Chúa, những tiên tri của Đức Chúa Trời, khi ông nói rằng là khi lời Ngài phán ra thì tôi nuốt, tôi run sợ trước lời của Ngài. Có một câu tới của Chúa, khi đọc lời của Chúa thì ông phải quỳ xuống. Ông quỳ xuống và đọc lời của Đức Chúa Trời. Đó là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Đó là một người kính sợ lời của Đức Chúa Trời. Quý vị có ngày xưa và cả hôm nay nữa, quý vị có xem phim Trung Quốc không? Khi mà mấy ông thấy dám, ông cầm một cái cuốn vải hay là cuốn da, giấy da gì cũng dán đó. Ông nói sao? Chiếu chỉ đến, tức là lời của vua đến đó, thì cái người mà tiếp nhận lời của vua thì sẽ như thế nào? Quỳ gối xuống và nhắm mắt cúi xuống này, giờ ta đến và tiếp nhận chiếu chỉ. Dù cái chiếu chỉ đó là bảo mình chết, mình cũng phải chết. Khó không quý vị? Chiếu chỉ của vua mà bảo chết là phải chết, hướng gì là chiếu chỉ của Đức Chúa Trời, là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẵn sàng vâng theo lời của Đức Chúa Trời làm được không? Nếu chúng ta là tớ thì chúng ta sẵn sàng amen với lời của Chúa, amen. Và nếu chúng ta là chủ thì thôi, chúng ta là tớ hay là chủ? Chúng ta là tớ và Chúa là chủ, đúng không? Chúa là chủ, Chúa bảo gì thì chúng ta nghe, chúng ta làm theo. Chúa bảo là hãy kính sợ Chúa là chúng ta kính sợ Chúa, amen. Phải vậy không? Chúa bảo xa lánh điều ác thì xa lánh điều ác. Chúa bảo chúng ta là phải sống với Đức Thánh Linh, đừng sống theo xác thịt, bởi vì xác thịt nó làm cho con người bại hoại. Không nên sống theo xác thịt, amen. Thì chúng ta không nên sống theo xác thịt. Khó mà dễ hơn đó. Sự kính sợ Chúa thật sự là khó, nhưng mà Chúa dạy, Chúa đặt vào lòng, Chúa làm phép lạ để chúng ta kính sợ. Và rồi Chúa ban Thánh Linh Ngài đến giúp đỡ chúng ta để chúng ta làm. Có một người thầy luôn luôn đồng hành và giúp đỡ dạy dỗ chúng ta để chúng ta làm. Trong Roma đoạn 8 câu 13 nói rằng là anh em làm theo xác thịt thì anh chị em sẽ chết. Nhưng mà nếu anh chị em nhờ Thánh Linh làm chết những việc làm có xác thịt thì anh chị em sẽ sống. Amen. Chúng ta có đấng trợ giúp mà. Amen. Làm không được hãy nói với đấng trợ giúp đó, Thánh Linh ơi, xin giúp con. Thánh Linh ơi, con phải làm gì đây? Chỗ này khó quá. Phải nghe không? Chúng ta có đấng trợ giúp, chúng ta phải làm bằng được. Làm không được là rớt, gọi là thi không đậu. Mà làm lại thi lại. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời chạy đua. Trong Hebrew đoạn 12 có nói là chúng ta là người đang chạy đua, đúng không? Trong trường đua thuộc linh, trường đua đức tin này, chúng ta đang đua mà, chúng ta đang thi mà. Phải không? Cái người mà thi cử đó sợ nhất là điều gì? Sợ nhất là cái gì? Rớt, đúng không? Vừa rồi tôi thi bằng lái xe, quý vị biết sợ nhất là cái tiếng mà nó là bạn đã thi trường. Áp chế luôn á. Theo cái người bình thường là trước khi thi rồi nó biết cái ngực mà nó đùng 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 bên trong nè. Tôi là một người rất bình an đó, nhờ cậy Chúa rất là bình an ấy, nhưng mà nó cũng không hồi hộp, nó gì bên trong rồi nó lạ lùng. Mà sợ nhất là quý vị biết không, lên dốc cầu
lên dốc cầu mà nó quán cái vạch gai là nó tuốt một cái, bạn đã thi trượt là xong. Thi trượt thì thi, phải thi lại, mà thi lại phải chờ cái ngày thi lại và chờ cái ngày mà lấy cái bằng, thành ra lâu vô cùng. Thi đậu rồi mà lấy bằng mà chờ đó đã thấy lâu rồi, mà muốn chi mà thi trượt, phải không? Chúa dạy cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay, tại sao mà chúng ta thi trượt? Quý vị biết không? Không chịu học, không chịu tập làm, không chịu làm nên thi trượt. Amen. Chẳng hạn như Chúa bảo rằng là hỡi những người làm vợ hãy vâng phục chồng mình. Nhưng mà mấy bà vợ, ông chồng của tôi như thế sao tôi vâng phục được? Thì tuốt một cái bạn lên thiên trường. Mà Chúa dạy là chúng bảo người vợ phải vâng phục. Amen. Là chúng ta theo lời Chúa, chúng ta vâng lời Chúa chứ không phải vâng lời ông chồng. Amen. Phải vậy không? Hỡi những người nữ, Chúa dựng lên những người nữ để làm gì à? Chúng ta nhớ Kinh Thánh, Chúa dựng lên người nữ có ơn gì à? Ta sẽ dựng lên một người nữ để giúp đỡ. Amen. Địa vị của những người nữ là giúp đỡ mấy ông chồng chứ không phải cai trị. Nếu mà chúng ta không giúp đỡ mà chúng ta lại cai trị là chúng ta bị thi trượt rồi. Amen. Phải thi lại cho bằng được mà thôi. Hãy học lại và làm chứ không phải học để biết. Biết hết á. Còn những người chồng thì sao? Hãy yêu thương vợ như chính bản thân mình. Nhưng mà vợ của tôi thấy mặt là mặt ghét. Như vậy thì bạn cũng đã thi trượt luôn. Như vậy đây, nếu mà chúng ta thi trượt thì hôn nhân gia đình của chúng ta nó lộn xộn lắm à. Phải vậy không? Con cái mà không hiến kính cha mẹ nó lộn xộn lắm à. Phải vậy không? Chẳng lẽ cuộc đời của chúng ta có Thánh Linh đến, có lời của Đức Chúa Trời chỉ dẫn mà chúng ta cứ thi trượt mãi sao? Năm nay thi đậu nha. Amen. Năm nay chúng ta phải thi đậu. Phải quyết định thi đậu. Mỗi người chúng ta phải biết địa vị và ân của Chúa để chúng ta có thể hành động, để chúng ta có thể làm. Một người kính sợ Chúa, người đó phải là người được Chúa xác nhận là người đó kính sợ. Chúng ta nhớ không? Ai là người được Chúa xác nhận? Chúa nói ta biết người kính sợ Đức Chúa Trời, không tiếc con ngươi là con một của ngươi. Ông đó là ai biết không? Abraham. Từ trời Chúa phán hai lần đó. Ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con ngươi là con một của ngươi. Chúa bảo dân Isaac là sẵn sàng dân Isaac. Đó là một người kính sợ Chúa, được Chúa xác nhận. Amen. Được mọi người xác nhận. Phải vậy không? Có phải rằng là Abraham được chúng ta cũng xác nhận là ông là người kính sợ Chúa không? Tất cả những người có Kinh Thánh đều xác nhận Abraham là người kính sợ Đức Chúa Trời. Và điều vô cùng quan trọng đó là Abraham được Chúa xác nhận là người kính sợ Chúa. Amen. Amen. Phải vậy không? Lý do nào Chúa xác nhận ông là người kính sợ Chúa? Bởi vì Chúa bảo dân Isaac thì ông dân Isaac. Có nghĩa là ông là người vâng lời 100%. Amen. Chúa bảo chúng ta dân phần 10, chúng ta có dân không? Có không? Có không? Đó là chúng ta kính sợ Chúa đúng không? Chúng ta kính sợ Chúa chúng ta mới làm. Cái người em của tôi hồi còn non trẻ thuộc linh, nó rằng là em dâng một phần mười bởi vì nghe lời anh thôi, bởi vì tin rằng là anh của mình nói không có sai, anh của mình không muốn cho mình phải mất tiền đâu, chắc chắn là tin vào anh của mình thôi. Và trong nhà mà bảo dâng phần mười mà à, nhưng mà bây giờ là hiểu về Đức Chúa Trời, kính sợ Chúa,
là vâng theo lời của Ngài, chẳng phải là chỉ là vâng theo con người. Chúa sẽ sử dụng nhiều người để giảng dạy cho chúng ta, chắc chắn là như thế. Họ kính sợ Đức Chúa Trời và kính sợ Samuel. Amen. Nên chúng ta là một người kính sợ Đức Chúa Trời thì cũng kính sợ những người giảng dạy cho đời sống của chúng ta. Phải vậy không? Có phải mục sư muốn quý vị mất tiền không? Trở nên nghèo đói không? Nhưng mục sư muốn làm thánh giàu. Chúng ta nộp phần 10, chúng ta dâng các của dân, chúng ta cho Đức Giê-hô-va vay mượn. Chúng ta nộp một phần 10 dâng các của dân thì chúng ta đầu tư cho tương lai của chúng ta. Chúng ta gửi vào nhà đời đời, trong tương lai chúng ta sẽ lấy lại. Chúa cho lại bằng cho chúng ta. Quý ông bà anh chị em là những người làm cha làm mẹ, ví dụ con cái của mình nó làm ra tiền cái này nó dâng cho cha mẹ đúng không? Phải không? Nó dâng cho cha mẹ. Nhưng mà người cha người mẹ thì cứ cắt đó thôi, không chi xài của nó thôi, để nó đám cưới cho nó nè, để còn làm dấu cho nó nè, hay là mình có thể dùng cái tiền đó kinh doanh rồi để lợi cho nó mua miếng đất này miếng đất kia sau này để nó con mà được lợi đúng không? Người cha người mẹ như thế này vẫn còn tốt như thế, huống chi cha chúng ta trên trời không tốt hơn sao? Những gì chúng ta dâng cho Chúa, những gì chúng ta làm cho Chúa, công khó nên trong Chúa không vô ích đâu. Amen. Ngài sẽ dự trữ cho chúng ta ngôi nhà đời đời ở trên trời và tất cả những gì của sự vinh hiển thiên đàng. Amen. Amen. Chúa xác nhận cho chúng ta, Chúa muốn cho chúng ta là người kính sợ Chúa, dù cái việc đó là khó. Dâng Isaac rất khó, dâng cái điều quý nhất cho Đức Chúa Trời rất khó, phải không? Nhưng mà vì vâng lời, vì kính sợ mà chúng ta vâng lời. Tôi nói quý vị cứ vâng lời đi. Ai thiếu thốn tôi chịu trách nhiệm cho. Có một ông mục sư mà cứ nghèo thiếu hoài. Cuối cùng ông mục sư kia cũng thường hay giúp đỡ cho mục sư. Là khi ông đến ông thăm rồi ông điều tra lại là ông mục sư này không có dâng phần 10. Cứ nghĩ là mình là thầy tế lễ rồi không cần phải dâng phần 10. Sau đó ông mục sư này ông mới nói rằng bây giờ tôi nói với ông hãy dâng một phần 10 cho Chúa, rồi còn thiếu thốn tôi sẽ chu cấp. Và từ đó cái ông mục sư này ông làm theo, và cái ông mục sư người bạn đó không nghe báo cáo, không nghe tin tức gì thiếu thốn hết. Và khi đó một năm qua ông báo lại rằng mục sư ơi, cảm ơn mục sư, chúng tôi đầy đủ mọi sự, không thiếu thốn gì. Amen. Chúng ta hãy làm đi, mạnh mẽ lên. Amen. Quý vị hãy nhìn xem tôi nè. Gia đình chúng tôi rất là cực khổ ngày xưa. Hồi trước đi xe ôm nuôi vợ con, nhưng mà khi Chúa kêu gọi là bỏ xe ôm luôn phục vụ Đức Chúa Trời, không ai bảo hộ hết, Chúa bảo hộ. Amen. Và mỗi ngày Chúa lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy. Và bây giờ là giàu có dư dật và thuộc linh thuộc thể đầy đủ, không thiếu thốn gì. Tôi đâu có làm gì đâu, đúng không ạ? Nếu tôi đi xe ôm thì làm thế nào mà tôi có thể đi khắp nơi trên Việt Nam này để mà dạy dỗ, đi khắp nơi trên thế giới nữa. Một người đó là phép lạ đấy, một phép lạ vô cùng. Chúa nói là những khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi đã nhận lấy quyền phép mà làm chứng về ta tại Jerusalem, đến xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng đại đất. Và lời đó ứng nghiệm và lời Ngài phán là thành kính. Amen. Amen. Phần thứ bảy đó là phước lành của sự kính sợ. Chúng ta nhìn thấy ở đây: hỡi các thánh, hãy kính sợ Chúa, vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì. Amen. Sư tử tơ và còn thiếu thốn đói khát, nhưng những người cầu khẩn Chúa không thiếu một của tốt nào cả. Amen. Người nào kính sợ Chúa sẽ không thiếu thốn gì hết, sẽ không thiếu một của tốt nào cả.
Như vậy chúng ta có nên kính sợ Chúa không? Đây là phước lành mà Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Phải kính sợ Chúa và chúng ta sẽ hưởng được tất cả những điều tốt lành từ nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài hứa thì Ngài làm. Chúa muốn ban phước cho chúng ta, nhưng mà Chúa muốn chúng ta kính sợ Chúa. Chúa nghịch lại với kẻ làm ác, không à? Chúa phán xét với kẻ làm ác. Chúa không cho mưa xuống. Chúa luôn luôn quan tâm đến người công chính. Chúa luôn luôn quan tâm đến những người kính sợ Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên 128 nói như thế này: phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối Ngài. Amen. Phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối của Ngài. Hãy kính sợ và sống đúng theo đường lối của Ngài. Chúa Giêsu nói là ta là con đường. Ta là con đường, là chân lý và là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ngài vạch ra một con đường để chúng ta theo đường lối của Chúa. Phước, chúng ta biết rồi, nói về phước là đủ mọi phước. Phước hạnh tam nhiệm. Chúng ta phước trong mọi sự: sức khỏe phần xác, phước về phần hồn. Linh hồn thân đều được phước, tất cả xung quanh chúng ta đều được phước. Và Chúa nói rằng là phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối Ngài. Amen. Người sẽ được công lao của tay mình, người sẽ được phước lành và thịnh vượng. Amen. Ngài sẽ được hưởng công lao của tay mình. Có nghĩa là người nào kính sợ Chúa để được phước lành. Và khi chúng ta làm ra, tay chúng ta làm ra thì chúng ta hưởng được điều đó. Có nhiều người làm mà không hưởng được. Có nhiều người rất là giàu mà không ăn nổi. Phải không? Bởi hút, bởi nhiều cái bệnh tật mà không ăn được. Phải không? Không ăn được những món ngon. Nhưng mà người kính sợ Chúa, Chúa nói là Chúa làm cho chúng ta thỏa những vật ngon. Amen. Chúa chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Như vậy thì người sẽ được hưởng công lao của tay mình, người sẽ được phước lành và thịnh vượng. Amen. Người sẽ được phước lành và thịnh vượng. Amen. Chúng ta muốn thịnh vượng không? Muốn được phước lành không? Cái thịnh vượng của Chúa đó, không phải là hôm nay thịnh vượng, ngày mai sụp đổ, không phải như vậy. Của cải mà Chúa ban cho là đã lâu bền. Khi chúng ta kính sợ Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Phải không ạ? Chúa dẫn dắt. Chúa nói rằng là Giê-hô-va là tấm chắn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Ngài sẽ dẫn tôi vào đồng cỏ xanh tươi, đến mé nước bình tĩnh. Ngài bỏ lại lên đồng tối, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi đi trong trũng bóc giác, tôi chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Amen. Vợ người sẽ như cây nho nhiều trái trong nhà người. Con cái ngươi sẽ như các chồi cây ô liu chung quanh bàn ngươi. Kìa, người nào kính sợ Chúa sẽ được phước là như thế. Không những là chúng ta được phước, được thịnh vượng, được giàu có, được sức khỏe và vinh hiển, nhưng mà gia đình, vợ con cũng được phước, dòng dõi chúng ta được phước vì nó kính sợ Chúa. Amen. Như vậy chúng ta có nên kính sợ Chúa không? Nên kính sợ Chúa không? Mà kính sợ Chúa thì được Chúa xác nhận. Kính sợ Chúa đó là phải làm theo lời Ngài. Kính sợ Chúa đó là phải tránh điều ác. Kính sợ Chúa đó là những gì Chúa dạy phải làm theo, dù khó chúng ta cũng phải. Điều đau buồn vô cùng cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay trên thế giới đó là không làm theo lời của Chúa. Cái điều gì mà thấy rằng là dễ làm được thì làm, còn cái điều nào khó thì bỏ. Như vậy có phải kính sợ không? Kính sợ Chúa là khó cũng phải làm, mà dễ cũng làm. Amen. Những gì mà Ngài phán, Ngài dạy là phải làm. Một vị vua trên đất nước thôi, bảo gì đó chúng ta cần phải làm. Huống gì là Chúa của chúng ta là đấng đã tạo dựng này chúng ta.
Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng một vật liệu nào đó, một cái gì đó của nhà sản xuất, chúng ta còn phải làm theo để chúng ta xài được bền lâu. Huống gì đang sáng tạo nên chúng ta bảo chúng ta phải làm theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh, mà chúng ta không chịu làm theo nên chúng ta bị bệnh tật, nên chúng ta bị nghèo đói, nên chúng ta bị lúa xá, nên chúng ta bị rất là nhiều điều đau đớn bởi vì không làm theo lời của Ngài. Amen. Chúng ta muốn trăm năm vẫn chạy tốt không? Muốn cái thân thể này bền lâu không? Muốn được vinh hiển không? Muốn được phước là hãy kính sợ Chúa. Amen. Chúa nói là vì người nào kính sợ Chúa sẽ được phước là như thế. Nguyện Chúa từ Si-ôn ban phước cho người. Nguyện người sẽ thấy được sự thịnh vượng của Giê-ru-sa-lem suốt đời mình. Nguyện người sẽ thấy con cháu mình. Nguyện Israel được bình an. Amen. Phước lành cho đời sống của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho đất nước của chúng ta, nơi chúng ta ở sẽ được phước là như vậy. Amen. Và tôi tóm lại ở đây, người nào kính sợ Chúa, đó là theo mạng lệnh mà Chúa dạy, theo điều răn Chúa dạy. Chính Chúa cũng dạy dỗ chúng ta để chúng ta kính sợ. Chính Chúa làm nhiều phép lạ để chúng ta kính sợ. Chính Chúa là đấng mà đặt mẻ cái sự kính sợ Chúa ở trong lòng của chúng ta để chúng ta không xa lời Chúa, không xa lìa Chúa, không chống nghịch Chúa. Mà người kính sợ Chúa là người cần phải nhờ cậy Chúa mỗi buổi sáng để được Chúa dạy và làm theo lời của Ngài. Chúng ta phải hiểu được cái sự kính sợ. Chúng ta phải được Chúa xác nhận chúng ta là người kính sợ, và nhiều người sẽ xác nhận chúng ta là người kính sợ, và chắc chắn là phước lành sẽ đến trên những người kính sợ Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng nhau.